Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời của mình. Bây giờ 2 giờ chiều, trời đang mưa rất là to, bà con đang đứng hai bên đường để đón thầy nè. Người ta làm sống động chưa? Đó, che mưa để đón, chờ tao chờ đón thầy hả? Đợi chờ lâu chưa? Chờ lâu chưa? Sáng qua giờ luôn hả? Thấy bà con háo hức không? Ai cũng mong muốn gặp thầy hết mọi người. Đó, mưa quá to mọi người. Mấy chú công an giờ cũng đang đứng ở dưới đường nè. Đang trời mưa quá mọi người, mưa to quá. Mưa rất là to ha. Ông anh trai cũng đang đứng ở dưới đường trời mưa. Chào anh nha. Mình tại sao đứng dưới mưa vậy anh? Mình phát tâm theo thầy hả? Mình đi theo thầy. Dạ. Đi theo tới đâu rồi thầy? À, anh là ở đâu tới đây hả? Mình Quảng Trị. Quảng Trị ha, anh nên... mình từ trong Huế ra. Dạ, anh tới đây được mấy hôm rồi? Mới tới luôn, mới tới khoảng nửa tiếng. Bây giờ là chuẩn bị là đi theo thầy luôn hả? Ừ. Rồi trước đây mình đã từng đi tu ở chùa nào chứ ạ? Mình có vô chùa. Dạ. Nhưng mà mình không tu. Dạ. Mình tu đời. Dạ. Lý do tại sao mình đi theo thầy Minh Tuệ anh? Dạ. Yeah. Anh có biết thầy đi tu 13 hành đầu đà lâu chưa? Thực ra thì mình rất là tôn thờ. Nói chung là mình rất là mẻ. Dạ. Dạ. Anh đem theo cái này là cái tô hả? Cái này là một cái bát. Cái bát bằng gấu dừa. Dạ. Để làm cái gì anh? Cái này trong cái tâm mình là mình rất là dạ cơm hay là cúng nước thì cũng được à, anh muốn cúng dường cho thầy ha, khi mà đảnh lễ là sẽ cúng dường cho thầy. Dạ. Dạ, rất là xúc động ha. Trời mưa nhưng mà anh đứng luôn á, anh đi từ Huế ra đây hả? Đúng rồi. À, tức là hiện tại mình đang làm cái gì đâu Huế anh? Nói chung ngành nghề của mình thì bạn cũng nên biết. Dạ. Mình là dân buôn đồ cổ, tức là anh phát tâm nguyện là đi theo thầy là hữu duyên tới đâu thì hay tới đó. Đúng ha rồi. Chứ mình không cố định là mình sẽ đi tới đâu mà mình dừng lại. Dạ. Bởi vì có một điều chắc chắn nhất là không có cái gì chắc chắn cả. Dạ. Thế là khi mà anh đi theo thầy thì anh có mang theo điện thoại hay là tiền bạc gì không? Mình có đem theo tiền nhưng mà để mình phát tâm cho người mình có. Dạ. Ý là mình thích gặp mấy nhiều đó mấy số đó. Mấy cái vụ đi lượm cái chai, lượm cái chai. Dạ. Mình cũng có nhiều tiền đúng không? Dạ. Cũng 10, 15 ngàn thì cho người ta có một cơm cho nước. Dạ. Tôi cũng nghèo lắm. Thế còn phải nuôi hai đứa con nữa nè. Dạ. Thế là anh đã có gia đình ha? Có gia đình rồi. Dạ. Nhưng mà tôi ly dị vợ, tôi được năm này là cũng dạ. Cũng qua năm thứ tư. Thế là mình xuống tóc lâu chưa anh? Tôi xuống 17 năm rồi. 17 năm rồi. Ừ. 17 năm một tuổi đầu. Dạ. Anh quan điểm của anh suy nghĩ gì như thế nào về Phật pháp anh? Phật pháp thì vô biên, vô lượng. Dạ. Dạ. Vô biên và vô lượng. Dạ. Cho nên mà ai mà được làm con của Phật cuộc đời không còn gì để nói nữa. Dạ. Anh mình thì là người phàm thôi, người phàm cũng làm thôi. Dạ. Nhưng mà được chơi Phật sinh là dạ. Được chi khuyên hướng đỡ cho mình. Dạ. Hôm nay mình mới có được cuộc sống tương đối như ngày hôm nay. Dạ. Anh thấy tình cảm của bà con khắp nơi như ở từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình yêu mến và săn đón thầy Minh Tuệ thì anh thấy như thế nào anh? Đó là một cái tình cảm mà hiếm có của con người với con người. Dạ. Chứ đừng có nói là chưa nói đến cái chuyện là gì cả. Dạ. Nhưng mà cái tình của con người với con người sống những yêu thương nhau, đó là cái chân quý nhất của cuộc đời. Dạ. Còn tôi chưa nói đến vấn đề khác. Nói chung là thầy là một bậc chân tu ai cũng yêu mến, ai cũng mong muốn được gặp một lần thầy ở ngoài đời đến lễ đúng không anh? Tôi chờ thầy lâu lắm rồi. À. Nhưng hôm nay tôi ở trong Huế mà tôi có giác qua, tôi biết trời mưa. À. Tôi ngồi trong quán cà phê tôi nói trời mưa, thế là trời nó mưa. Bà tin lắm. Có bạn tôi ở bên chính giám. Anh có giác quan thứ 6 không? Tôi không biết nữa. Tôi không biết. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh đoán là thời tiết là mưa là đúng là mưa luôn đúng không? Mưa rất là to luôn đó anh. To, tôi biết mà. Dạ. Tôi biết là sau 1 giờ là trời mưa. Bởi vì hôm qua tôi đã
nhìn lên trời tôi biết. Tôi không bao giờ xem gì báo về tôi. Tôi không xem TV, không xem truyền hình. Mình có một cái năng lượng gì không anh? Anh có thể chia sẻ một chút xíu được không? Tôi có hình như là do tôi có phát tâm cho nên tôi thiên tôi. Dạ. Cho tôi cái sức mạnh để tôi giúp đỡ những người yếu. Hôm qua là tôi mới bắt một cái thằng ở ngay cầu mới Phú Xuân, Huế. Tôi biết nó hành hung con gái sao? Tôi đang trên đường tôi đi về. Tôi dừng xe lại đánh nó, xong là tôi có một cái sắc đồ rất là quý, trong đó nhiều đồ quý lắm, rồi tôi quên mất là nó lấy cái sắc tôi nó giục xuống sông. Nó mất luôn anh? Mất luôn, nhưng mà đối với tôi không bao giờ mất. Ngày mai tôi sẽ xuống, từ tôi sẽ kiếm nó về làm. Mình sẽ đi tìm nó bằng cách nào anh? Không, mình sẽ thuê người làm, bởi vì trong đó có những cái món đồ rất bí mật và rất quý. Thế là nói chung là trời đang mưa rất là to và không biết là thầy cũng về có đi hay không, và anh phát tâm là anh sẽ đi theo thầy ha. Nhưng mà mình có muốn xin y để mặc luôn không anh, hay là không mặc y hả? Quan trọng là cái tâm mà anh. Dạ, quan trọng là cái tâm nha. Mình phát nguyện mình đi theo thôi, không cần mặc y ha. Hay là mình nghĩ ở ngoài, ở nghĩ riêng đúng không? Dạ. Anh là một người con ở Quảng Trị nhưng mà là đi đang ở Huế hả? Mình đang ở Huế. Dạ. Dạ. Mình là khỏi cả bà mà. Dạ. Mình thích cái gì mình làm cái đó. Dạ. Bây giờ sống thật đàng hoàng. Dạ. Thì trời nhất là cái tòa án lương tâm này. Dạ. Cái lương tâm mình mà đây rất là không làm được gì. Tôi có lỗi với vợ con tôi. Bởi vì tôi không làm tròn trách nhiệm của người mình. Dạ. Nên hôm nay hai đứa con của tôi nó cứ bấm xa nó. Nhưng mà lúc nào tôi cũng hướng về con. Nhưng mà anh chỉ đi thôi. Hôm nay là ngày 1 tháng 6. Dạ. Là ngày quốc tế thiếu nhi thì. Dạ đúng rồi. Chiều nay tôi sẽ gặp hai đứa con của tôi. Bởi vì con tôi là báu vật. Con tôi là báu vật. Nhưng mà chiều nay anh đi là anh về anh gặp con luôn hả? Đúng rồi. Vì sao trong ngày này tôi phải gặp con tôi? Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày dành cho tất cả những đứa con thân yêu của chúng ta đúng không? Dạ. Rồi. Cũng rất là cảm ơn anh trai ha. Một anh trai đến từ Lê Pha Việt Nam. Ý danh là Vương Lê. Vương Lê. Và có sư phụ mình đặt cho mình cái pháp danh là Đức Minh. Đức Minh. Pháp danh của mình Đức Minh ha. Chú Đức Minh. Dạ. Thầy của tôi là thầy Trùng Văn. Dạ. Ở đường Võ Thị Sáu. Dạ con chào thầy, chào sư phụ. Con xin lỗi vì không ghé để lấy y phục. Dạ. Bởi vì từ duyên. Ở Huế luôn hả anh? Ở Huế. Ở Huế luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn anh Nhật Nam ha. Dạ vâng, cảm ơn đó. Anh làm ăn theo những ngày để đi theo thầy luôn ha anh. Dạ. Anh phát tâm anh đi với thầy vài hôm thôi. Anh đi vài hôm ha. Dạ. Không, nói chung là tùy duyên không hứa bạn ơi. Bởi vì mình đã nói nè, có một cái điều chắc chắn nhất là không có gì chắc chắn cả. Mà chắc chắn á là thầy cũng vậy. Là một vị chân tu đã thành. Anh có một cái năng lực siêu nhiên. Anh nói là lúc nãy là trước khi trời nắng á, đó là sau 1 giờ trời sẽ mưa, đúng trời mưa luôn. Đó là anh có. Anh đúng rồi, anh nói có một cái năng lực siêu nhiên đó. Dạ. Nói chung là rất cảm ơn các anh. Dạ. Anh Nhật Nam rất là thú vị luôn đó mọi người. Tôi không phải là tôi chả là gì cả, tôi là con người mà tôi thích, tôi đam mê võ thuật. Dạ. Tôi đam mê thể thao và đam mê cá. Mà cái nghề tôi thích là cổ vật, tôi là chuyên buôn bán cổ vật, đồ cổ. Đồ cổ gọi là đồ cổ. Đồ cũ. Đồ cũ cũng buôn, đồ mới cũng buôn, gọi là đồ cổ đấy. Nhất là đồ Mỹ. À. Bởi vì tôi yêu cái sự tự do của nước Mỹ. Mà tự do cho phép nha, tự do mà được sự cho phép. Mình đừng làm cái gì thái quá. Bởi vì thực ra ở Việt Nam là sướng nhất. Dạ. Tổ quốc Việt Nam mình là cái nơi mà hiếm có, nơi nào có. Nhưng mà mình đừng có thái quá trong cái tự do trong khuôn khổ. Dạ. Mình đang sống ở một cái đất nước quá hòa bình, các bạn đòi cái gì nữa? Dạ. Đừng có đòi hỏi quá nhiều. Dạ. Nha. Tự do cũng do mình, mà cái gì cũng do mình tạo ra. Dạ đúng rồi. Đó. Người ta bảo này, nhân vô tập toàn, cho nên cây bút chì phải có cực tẩy, phải không? Hãy cứ làm đi, đừng có nói gì cả.
Cảm ơn anh Nhật Nam rất là nhiều ha, có những cái chia sẻ rất là hay. Bình thường các bạn, dạ, có gì đâu. Đó cũng là cuộc sống của tôi bây giờ. Và sắp tới, hướng tới tôi sẽ phải sống tốt hơn. Dạ, đó, rất là cảm ơn cái tình cảm của anh Nam vừa chia sẻ. Bây giờ có một vị sư đã lên đường trước rồi mọi người. Dạ, sư đang đội mưa lên đường rồi nha. Rất là xúc động mọi người. Sư lên đường khá là sớm, không biết các sư kia thì đi chưa. Chúng ta tiếp tục đi vào bên trong xem tình hình thời tiết như thế nào mọi người. Bà con đang đội mưa, đội mưa bên đường để đón thầy Minh Tuệ của mình. Thật sự là rất là đông bà con đang đứng để mong chờ khoảnh khắc thầy Minh Tuệ xuất hiện nha. Chuẩn bị đi thì trời là đổ mưa rất là to mọi người. Dạ, bây giờ là bà con đang đứng ở đây khá đông mọi người. Trời đang đổ mưa rất là to, hiện tại là đang ở chỗ km 23 xã Phong An, Phong Điền nha. Đó. Trời Huế mưa rất to nên đây bà con đứng khá đông nè. Rồi mình xin tạm dừng cái video tại đây nha. Xíu nữa có thông tin mới mình sẽ cập nhật quý vị xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.